Nếu cần phải chớp mắt thì tốt nhất là các bạn nên làm điều đó ngay bây giờ. Vì chỉ cần các bạn rời mắt dù chỉ một giây thôi thì rất có thể ngay giây đó anh hùng của chúng ta sẽ gặp chuyện bất trắc. Đó là cách mà Kubo, nhân vật chính của chúng ta, vẫn thường mở đầu câu chuyện. Kubo là một chú bé 12 tuổi, thị lực một con mắt trên 10. Được cái là biết đánh đàn, hàng ngày vào làng kể chuyện kiếm tiền nuôi mẹ, người đang không được minh mẫn cho lắm. Chú bé thường kể cho đám đông những câu chuyện về samurai tên Hanzo. Không phải Hanzo này. Hanzo là một samurai VIP Pro đang trên đường đi đóng full đồ, kiếm đủ các phần của bộ giáp VIP Pro huyền thoại: kiếm bất hoại, giáp bất tử, mũ bất bại, để tiêu diệt Nguyệt Vương, giải thoát thế gian khỏi ách đồ hộ. Chuyện kể thì cuốn, đàn đánh thì hay, nhất là Kubo lại còn biết bí thuật origami, bùn xịt các thứ hay phết. Nhưng mà ngày nào cũng thế, giữa hồi gay cấn nhất thì Kubo lại phải về với mẹ. Phần vì chú không biết đoạn kết thế nào. Tất cả những gì chú kể đều là thuật lại lời mẹ khi nhắc về cha Kubo, nhưng mãi bà chưa kể đoạn kết. Phần còn lại, vì dù có lú lẫn, mẹ Kubo vẫn luôn dặn chú phải về nhà trước khi trời tối. Nếu không muốn bóng tối trước mắt đến bắt con đi, thì trước hoàng hôn phải về trong hang với mẹ. Chuyện vẫn cứ thế cho đến một hôm, Kubo vào làng đúng ngày tảo mộ. Người trong làng làm đèn lồng để tưởng nhớ hương hồn người đã khuất. Một ngọn đèn sáng lên là một người hiện hồn về. Kubo cũng mang một chiếc đèn lồng đến để gọi bố. Thì ra bố chú, Hanzo, đã mất từ lâu, nhưng chờ mãi mà đèn không sáng. Đến tận khi mặt trời khuất núi, bóng tối bủa vây, có người đến bắt Kubo đi thật. Đó là hai bà dì của chú. Dì nói sẽ bắt Kubo về với ông ngoại, cho ông xin nốt con mắt còn lại. Rõ là Kubo không thích điều đó. Hỏi tôi thì tôi cũng không. Một trong hai bà dì hút thuốc, thở ra thứ khói đen ngòm, nhìn là biết có hại cho sức khỏe. Kubo chạy đến chỗ dân làng, nhưng dân làng thì chỉ giết được sói thôi, không giết được chị em yêu quái sinh đôi. Đúng lúc đấy thì mẹ Kubo xuất hiện. Bà sử dụng cây đàn của Kubo đẩy lùi hai em mình. Mẹ ôm Kubo lần cuối, dặn chú phải đi tìm bộ giáp VIP Pro trong truyền thuyết và nhớ mua áo của chùm cuối. Cái này thì không VIP Pro như áo giáp trong truyền thuyết, nhưng mà nó đẹp. Rồi bà phù phép cho chiếc áo chú mọc cánh, đưa Kubo bay đi, trong khi bà ở lại hy sinh. Trong lúc bối rối, Kubo lỡ rứt đứt một sợi tóc của mẹ. Không biết bao lâu sau, chú tỉnh dậy giữa một cánh đồng tuyết. Một con khỉ đánh thức Kubo, báo với chú rằng mẹ giờ đã mất, làng thì đã cháy. Hai dì của chú thì đang tìm đến đây với tốc độ của Vin dầu nhớt, bảo Kubo phải ngồi lên lưng bà khỉ để tìm chỗ chú. Cả hai trốn trong xác con cá voi đã chết, vừa ăn canh. Đừng hỏi tôi không biết và cũng không muốn biết cái thứ đó là gì đâu. Bà khỉ giải thích rằng bà là tấm bùa gỗ mà mẹ luôn dặn Kubo mang theo người, giờ sống dậy để bảo vệ chú. Trên hành trình đóng cho chú phun đầu, bà khỉ bện sợi tóc mà Kubo vẫn giữ, buộc vào tay chú như một kiểu bùa hộ mệnh. Sáng hôm sau, bà khỉ đánh thức Kubo dậy, vì trong khi đang ngủ, chú đã vô tình bộc phát sức mạnh, vô thức dùng ma thuật gấp ra một thằng kiếm sĩ giấy. Thằng người giấy muốn dẫn cả hai đi đâu đó, trông không tín lắm. Cơ mà thôi, vì đằng nào cả hai cũng không biết phải đi đâu. Đi được một lúc, Kubo bị cái gì đấy bắt đi mất, bà khỉ đuổi theo và bắt gặp chú bé đang ở cùng một con bọ cánh cứng to bằng người. Ông ta nói rằng ngày xưa mình cũng từng là người, phục vụ cho một gia tộc có gia huy con bọ y như trên áo của Kubo, nhưng bị ai đó nguyền rủa thành quái vật rồi tước mất ký ức. Kubo để lộ ra mình là con trai của Hanzo, người đứng đầu gia tộc. Vừa nghe thấy thế, ông bọ cánh cứng liền đòi đi theo. Bà khỉ rõ là không thích một thằng ất ơ từ xó xỉnh nào đấy nhập bọ, nhưng bị Kubo và tài bắn cung cân bằng 200 năm thuyết phục. Cả ba đi theo người giấy vào một chiếc hang. Lần này thì không có hình quỷ đỏ, nhưng có một cái đầu lâu to tổ bố. Tay máy thế nào lại làm cho cả cái hang sụp xuống. May quá, đúng cái chỗ đang cất thanh kiếm bất hoại, phần đầu tiên của set đồ VIP Pro. Thanh kiếm nằm trên một thứ trông như bàn tay. Ông bọ nhanh nhẩu rút nó ra, nhưng tất nhiên là làm đếch gì có chuyện ngon ăn thế. Bàn tay di chuyển lên trên, nhạc giật lên sập sinh. Tất nhiên là không. Ối, quỷ đỏ xuất hiện. Cả samurai bọ lẫn Kubo đều rén, nhưng chưa kịp chạy thì bà khỉ đã giật lấy thanh kiếm và solo kill quỷ đỏ. Rất tiếc thanh kiếm này là hàng pha ke, nên vừa chạm vào chân con quỷ đã gãy vụn. Có vẻ như thanh kiếm hàng real đang ở nơi khác, cụ thể là trên đầu của con quỷ kia, cùng với hàng hà sa số những thanh kiếm pha ke được dùng để đánh lạc hướng. Cả ba người cố tìm thanh kiếm thật, nhưng lớ ngớ thế nào cả hai người lớn đều bị quỷ đỏ bắt, chỉ còn chú bé đang đứng trên đầu nó. Kubo tìm được đúng thanh kiếm hàng real, rút ra, làm con quỷ đỏ mất đi sức mạnh rồi gãy vụn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cả ba sẽ bị rơi tự do xuống nền đất. Trong lúc nguy cấp, ông bọ tung cánh cứu cả bà khỉ và Kubo. Giá như ông cũng ở đấy khi Gwen Stay Nguyên rơi thì tốt. Ông bọ ôm bà khỉ và Kubo bay khỏi hang, hạ cánh bằng đầu trên bờ hồ. Bà khỉ đòi đi vòng qua nó, nhưng mà ông bọ bảo đây có phải hố con rùa đâu, đi đến mạt kiếp chưa chắc đã qua được bờ bên kia, phải bơi qua. Nhưng mà nhìn xem trong ba người này có ai là ánh viên không, bơi thế đéo nào được. Hai người lớn tranh cãi tới lui, mãi không biết phải làm thế nào tiếp theo, thì Kubo đã dùng bí thuật nhặt lá đá ống bơ làm thành một con thuyền cực chất. Cả ba lên thuyền rồi từ từ rong buồm qua hồ nước. Trên mặt nước, ông bọ dạy Kubo cách dùng cung bắn cá, nhưng hai thằng não ngắn quên mất là bắn xong thì vớt lên như nào. Tất nhiên là lại một lần nữa bà khỉ phải ra tay, buộc dây vào tên rồi mới cho hai ông tướng bắn. Một cái gì đó nhen nhóm giữa khỉ và bọ làm Kubo thấy kỳ cục. Bà khỉ dùng thanh kiếm VIP xẻ cá thành sashimi, rồi ba người cùng ngồi ăn vui vẻ. Kubo nói chú chưa bao giờ ngồi ăn với hai người,
vì trước giờ chỉ có một mẹ một con sống với nhau mà thôi. Chú kể chuyện đời mình cho ông Bọ nghe với những gì mà chú đã trải qua. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì một cơn bão ập tới, thuyền phải vào bờ. Nhưng chớ trêu thay, thằng người giấy lại chỉ rằng phần tiếp theo của bộ giáp đang nằm dưới đáy hồ. Ông Bọ định nhảy xuống nước nhưng bị chú bé cảnh báo về những con quái vật dưới đáy hồ. Nhưng mà dù sao thì người can đảm và ngu dốt cũng khá là giống nhau nên ông Bọ không sợ. Thế nhưng sao thằng cha này lại ở dưới nước lâu thế? Hỏng, Kubo sốt ruột nên dù đã bị bà khỉ can ngăn nhưng chú vẫn nhảy xuống tìm người. Bà khỉ định nhảy theo cậu bé thì bị một trong hai bà dì của Kubo đéo hiểu đã bắt kịp từ lúc nào tấn công. Một cuộc đấu tay đôi nổ ra trên thuyền trong khi Kubo đã bơi được xuống dưới đáy và tìm thấy phần áo giáp. Vừa mặc vào thì chú đã phải đối diện với con quái vật dưới lòng hồ. Con quái vật có vô cùng nhiều mắt như các YouTuber soi trứng phim Marvel, khiến chú bé bị thôi miên chuẩn bị bấm nút đăng ký cho phê phim. May là có ông Bọ xuống kịp lúc cứu Kubo lên mặt nước. Cùng lúc ấy trên con thuyền, bà khỉ bị dì Kubo đánh cho trọng thương nhưng vẫn lật kèo tạm win. Ông Bọ bế chú bé bất tỉnh lên cho bà khỉ. Thật may là chú vẫn còn sống. Hóa ra trước khi thôi miên chú bé, mấy con mắt đã tiết lộ cho Kubo một bí mật động trời. Bà khỉ thực ra chính là mẹ chú, phải sử dụng cấm thuật để nhập hồn đưa chú chạy. Kubo sử dụng phép thuật khôi phục con thuyền rồi đưa mọi người vào bờ bên ánh lửa. Mẹ Kubo kể lại, bà từng là tiên nữ trên trời, con gái của Nguyệt Vương, cùng với các em xuống trần tiêu diệt bọn muốn lên phun đầu. Vì ai có đủ tất cả các phần của bộ giáp VIP cũng đều ảnh hưởng đến sự trị vì của Nguyệt Vương. Một đêm nọ, khi mẹ Kubo xuống trần một mình để tiêu diệt Hanzo, cha của Kubo, sau một hồi giao chiến, Hanzo liếc mắt đưa tình, giờ em là nhiệm vụ của đời ta. Hai người có với nhau một đứa con, tất nhiên đó là Kubo. Thế nhưng ông ngoại của chú bé đã tìm đến nơi, Hanzo và binh lính đã hy sinh để mẹ con Kubo có thể chạy trốn. Nguyệt Vương muốn bắt Kubo, cốt là để móc nốt con mắt còn lại, để nó thực sự trở thành người trời giống lão, lạnh lùng và tàn nhẫn, mù loa trước mọi cảm xúc của nhân tình thế thái. Đêm xuống, khi Kubo đã ngủ say, ông Bọ và bà khỉ tâm sự. Bà khỉ nói, bà trốn tránh sự thật mình là ai, vì thứ cấm thuật giúp linh hồn bà tồn tại dưới hình dạng này sắp hết hiệu lực, bà sắp sửa tan biến thật. Ông Bọ hứa rằng mình sẽ ở bên cậu bé, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Trong giấc mơ của Kubo, chú thấy một ông già mù cả hai mắt, vừa ngồi đánh đàn vừa kể chuyện cho cậu nghe. Ông già chỉ cho Kubo rằng chiếc mũ giáp, phần cuối cùng của set đồ VIP, đang ở pháo đài ngày xưa của Hanzo. Chú bé tỉnh dậy thì thấy khỉ và Bọ đang ôm nhau ngủ ngon lành. Kubo dựng cả hai dậy rồi hào hứng dẫn đường. Lần đầu tiên trong đời, Kubo được trải nghiệm cuộc sống gần như là đầy đủ. Có hai người lớn chở che bao bọc, không phải gồng mình lên già trước tuổi như xưa. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Kubo đã về được đến pháo đài hoang phế của cha. Nhưng tất nhiên đây là một cái bẫy. Ừ, thật, nhớ mẹ mày bảo gì không? Ông ngoại mày cũng muốn mày mù giống lão. Và mày thực sự tin một ông già mù mặc giáp nguyệt thần sẽ chỉ mày đến đúng chỗ hả Kubo? Không nghi ngờ gì luôn. Bà dì hút thuốc của Kubo đã chờ sẵn ở đây từ bao giờ. Con mụ này dùng khói thuốc trói chặt cả ba người. Mụ tiết lộ thêm một sự thật động trời nữa. Ông Bọ đồng hành cùng hai mẹ con Kubo đó giờ không ai khác chính là Hanzo, bị Nguyệt Vương và các con nguyền rủa thành quái vật và bị tước đi trí nhớ. Hóa ra đó là lý do mà cha Kubo không thể hiện hồn về, vì ông đã chết đéo đâu. Trong lúc mụ dì định móc mắt Kubo, chú bé đã đập vỡ được cái tẩu thuốc, giải thoát cho cả mẹ và cha. Mẹ Kubo tiếp tục dùng kiếm giao chiến với em gái, nhưng vốn đã bị trọng thương trên hồ nên thất thế. Cha Kubo ứng cứu và đẩy lui được con mụ kia, cả gia đình đoàn tụ. Nhưng tiếc thay là mẹ Kubo đã kiệt quệ lắm rồi. Đang chia ly mùi mẫn thì Hanzo bị xiên chết. Hóa ra con mụ kia vẫn còn sống. Mẹ kêu Kubo chạy đi, nhưng chú chỉ kịp chạy đến bên cây đàn, bộc phát sức mạnh tiêu diệt bà dì độc ác. Bình minh lên, Kubo chỉ còn lại một mình, bên cạnh là xác cha và tấm bùa hộ mệnh hình con khỉ đã vỡ nát. Cây đàn chú yêu quý cũng đứt hết, chỉ còn lại một dây lành lặn. Thằng người giấy dù giờ đã nát bét nhưng vẫn chỉ vào một mẩu giấy. Trên đó là vị trí của chiếc mũ giáp thần kỳ. Nơi đó chẳng đâu xa chính là ngôi làng mà hai mẹ con nương náu đầu phim. Chú ôm lấy thanh kiếm thần, nhặt dây cung của cha, rồi vận bí thuật đứt dây đàn cuối cùng. Hóa ra là một đôi cánh bay về làng. Giữa ngôi làng đổ nát, cậu bé nhận ra chiếc mũ giáp đó giờ đã được người dân treo làm cái chuông giữa làng. Kubo giờ đã đóng phun đầu, thách đấu với ông ngoại. Ông già vẫn thuyết phục chú lên cung trăng, nhưng tất nhiên là ai điên mà đi nghe theo lời người đã cướp đi bố mẹ mình. Nguyệt Vương hiện hình thành một con rết khổng lồ. Kubo dù phun đồ, nhưng làm sao một thằng bé 12 tuổi đủ sức đối đầu với một vị thần? Bị ném bay ra ngoài nghĩa địa cho quen mùi đất. Rồi Kubo nhận ra cậu đã sai lầm ở đâu. Lên sai đồ thì chả thế. Chú sửa lại cây đàn, một sợi từ tóc của mẹ, một sợi từ dây cung của cha, sợi cuối cùng căng bằng tóc của chính Kubo. Giờ cậu đã lên đúng đồ, một cây đàn thần mang sức mạnh của tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, của những ký ức về người mà ta từng yêu thương, dù người đó nay đã không còn nữa. Tất cả đã hóa thành một làn sóng nhấn chìm Nguyệt Vương, biến ông ta thành một ông già người trần, mất hết sức mạnh và trí nhớ. Nhưng giờ thì ông có một con mắt. Kubo và người dân trong làng chọn cách tha thứ cho ông, cho ông một cuộc đời mới. Họ kể với ông rằng từ trước đến nay, ông cụ vẫn luôn là một nhà hảo tâm, một người tốt bụng, giúp đỡ tất cả mọi người trong làng. Và ông cụ tin là thế thật.
Rồi thì người dân trong làng lại thắp đèn lồng rồi thả ra sông. Lần này cũng có Kubo với hai ngọn đèn sáng. Dù có không còn thuộc về trần thế, cha mẹ vẫn luôn ở bên chú. Họ vẫn sống trong ký ức, trong những câu chuyện mà Kubo vẫn kể. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.